Em mới nhập về một con xe cọp ngay cả nhà đó. Mấy anh chị em mình có thích con xe cọp này á, Alex Thái đúng không anh? Alex Thái nha, bao ghim xịn sò cho mấy anh chị em mình luôn. Mở xe ra mà con xe này mà cái nhà xe mà nói không ghim là em hoàn tiền lại 100% cho cả nhà mình luôn nha. Bao ghim bao xịn sò cho chị em, anh chị em mình rồi chơi luôn nha. Đó, từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu là bao ghim xịn sò ha, bóng hới luôn nè, sạch sẽ ngon lành luôn đó, đẹp như ngọc trinh luôn nha cả nhà đó. Cả nhà anh chị em mình có thích thì lại nhà tới nhà em xem xe nha cả nhà ơi. Đó, xe này cả nhà anh Thanh nè, mới về xe, mới về và thử luôn nha cả nhà. Xe này, con xe này người ta kẹt tiền người ta bán lại nha cả nhà. Cả nhà mình giờ nhanh chốt nha cả nhà ơi, nhanh tay lên, nhanh tay lên chốt nha cả nhà. Chạy đi anh Thanh, chạy đi, chạy đi, chạy cho tiếng xe, cho tiếng xe cho khách coi nè. Mấy ngàn người xem rồi, em cứ chạy đi, chạy lại đó, chạy qua lại nè. Chưa có bảng số xe nó nè nghe cả nhà, mới đem về luôn. À, tiếng xe đã lắm, thằng chạy ra thấy không? À, im chưa, ngon lành cả nào. Anh Thành thích quá, anh Thành nói thôi để cho anh chạy đi khỏi bán nghe em ơi. Nói vậy đó rồi thì được giá thì em bán. Anh Thanh đòi để anh chạy rồi, nhưng mà được giá thì em sẽ chốt. Đi châm xăng luôn hả? Để em lấy tiền châm xăng. Xe mới về nhưng chưa có xăng nha. Anh châm đầy bình giùm em đi. Lấy 100 đi, châm đầy bình luôn đi. Xe im, tiếng xe ngon lành im. Anh Thanh rất là kỹ nha. Anh Thanh đi khắp mọi nơi kiếm xe, xe nào im anh Thanh mới nhập về, còn không im là anh Thanh không có nhập về đâu cả nhà. Vì vậy cả nhà mình có mua yên tâm đi, cứ lại coi yên tâm nha cả nhà. Từ từ mà lại coi đi, rồi từ từ thích thì hả chốt, chứ đừng có chốt liền. Rồi bye bye cả nhà mình nha.